Thưa quý vị, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội năm học 2022-2023. Tại hội nghị tuyên truyền pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội, các cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu đã được báo cáo viên Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh, thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tình hình tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, những hậu quả và hệ lụy do tai nạn giao thông. Dịp này, các báo cáo viên cũng hướng dẫn cán bộ, giảng viên, sinh viên sư phạm kỹ năng tham gia giao thông an toàn, hướng dẫn cách phòng tránh và nhận diện tội phạm về ma túy, mại dâm.